Lời đầu tiên, Thiện Căn xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới cô chú, anh chị và các bạn trong và ngoài câu lạc bộ. Hôm nay là sinh nhật của chị Hạnh Nguyên. Thiện Căn xin gửi tới một số bài hát song ca cùng với chị Hạnh Nguyên để gửi tới cả nhà và chúc chị sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và luôn luôn gặp nhiều may mắn. Và để mở đầu chương trình, Thiện Căn xin gửi tới chị Hạnh Nguyên và cả nhà bài hát Nhớ Kỷ Niệm Đêm Trăng. Vẫn nghe thấy rõ từng lời, trái tim anh vẫn thấy bồi hồi. Dưới ánh trăng, anh trao lời ước hẹn. Anh nhớ chẳng hôm nào nghỉ cùng em đi. Soi ta ơi cùng mì ngắm trăng mơ mộng mì ơi anh nhìn thấy em mì ánh mắt như thiện ni thùng mì mà thắm môi hồng mì ngạt ngào mái tóc hương thơm lòng mì anh nghĩ đây sao ý xuyến trái tim anh hồn mì thức mì dâng mì chào ý yeah.
xin chào anh Quân Ngô, chào anh Thành Đô, chào chị Chu Huyền và xin chào tất cả nhà đang phục vụ cho Thiện Căn ạ. Và để cuối trong chương trình thì Thiện Căn không chào hết được mọi người, mong tất cả mọi người thông cảm. Và để cuối chương trình thì Thiện Căn sẽ chào hỏi mọi người ạ. Và để tiếp theo, Thiện Căn xin song ca cùng với chị Hạnh Nguyễn một bài hát mà có lẽ rất nhiều ca sĩ Lam cũng rất yêu thích và hát song ca đã hát rất nhiều cùng với chị. Đó là bài Cầu Vùng Khuyết ạ. Em ơi, mây trượt sương phủ trên sông, cầu vồng khuyết nhịp tơ hồng lung linh. Đôi ta chung một chữ tình, cớ sao lỡ để chúng mình xa nhau. Ai bắt nhịp cầu trong trong mưa, ai bắt nhịp cầu đơn ni côi như cầu vồng khuyết. Bao đêm trắng nghi lạnh nghi bên thềm vần nì thơ trao y em câu thơ ướt nì đẫm nì vài mềm nì y y bạn Kim Miến. Gặp anh chào chị Hà Vũ ạ. Xin chào mèo nha. Thank you.
đông đầy những áng mây. Mong sao giọt nắng đồng đầy đi. Thiện Căn rất vui, có rất là đông các cô chú anh chị đang cổ vũ cho Thiện Căn. Thiện Căn xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Và để tiếp theo chương trình, Thiện Căn sẽ hát song ca cùng với chị Hạnh Nguyên một giọng nữ chờ rất ngọt ngào và một bài nữ chờ mà chị Hạnh Nguyên mới hoàn thành ạ. Đó là bài Một Làn Điệu Quân Tử Vô Dịch, đó là bài Chung Dệt Bức Tranh Quê ạ. Mời cả nhà đón nghe ạ. Anh về với đất Văn Giang, chung tay theo dệt ruộng đồng đẹp tươi. Quê ta nay đổi thay rồi, xuân về cây trái lộc trồi tiếp xanh. Cơm đường canh quả chiếu cành, đời tay anh hai ngọt lành. Trong
hương lúa đầm đà văn ni gian quê ta đôi thắm mi tình cả nhà. Và để tiếp theo, Thiện Căn sẽ hát một bài hát với một nhân vật nữ trong nhóm Tân Tình Yêu Chèo, một giọng hát cũng rất là ngọt ngào. Đó là bài Một Thời Để Nhớ, hát với lại Thúy Cải ạ. Mời cả nhà lắng nghe. Em nhìn kìa, cành phượng vĩ nghiêng mình cháy đỏ, tiếng ve kêu nức nở chưa hề. Về thăm bạn cũ trường xưa, một thời để nhớ, ngẩn ngơ một thời. Những kỷ niệm trong em thức dậy, ngày chia tay chẳng nói nên lời. Góc phường kia một thoáng bồi hồi, tên hai đứa khóc chung nơi ấy. Em ơi, bao kỷ niệm vui buồn ý. Trải mãi năm tháng vẫn còn vẹn nguyên đi. Lòng nhẹ nuối những ngần ngơ.
trong anh nhỉ tuổi hồng trôi tình thương trang giấy kỷ niệm xưa cứ mãi dâng trào ý phượng mề vẫn thắm tươi sắc mây hoa như thuở nào thương nhớ dạt dào mà lòng mề những ước mê ao mùa hạ ơi cùng phương vi giữ cho ta kỷ niệm suốt đi cuộc nghỉ đời năm tháng cứ trôi theo dòng đời hè lại tới về trường xưa cứ ngỡ hôm nào sao diễn bâng khuâng mi bâng mi khuâng mi vội hồi hương thắm tình người thế rồi nỗi nhớ khôn vơi dù xa xôi khi hạ đến về trường xưa thăm lưu luyến đi chân đi người và bây giờ cũng là rất là khuya rồi. Thiện Căn cũng rất là muốn hát nhiều nhưng mà thôi Thiện Căn sẽ hát một bài cuối để cho cả nhà đi ngủ ạ. Và kết thúc chương trình thì Thiện Căn song ca với chị Hạnh Nguyên một làn điệu chiều cổ, đó là Xa Lịch Tranh ạ. Cũng là bước sang năm mới thì Thiện Căn xin chúc tất cả các anh các chị và chúc chị Hạnh Nguyễn sang năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và vạn sự như ý. Xin chào tất cả mọi người ạ. Em xin chào ạ.